thời gian thấm thoát trôi đi. Giờ phút này đấy dân gian đã trời, nay cũng đã trở về chưa? Nằm thành đệ bạc tất cả anh em bà con cháu. Giờ này đấy dâng lên trước bàn thờ của vòng linh hương hồn cha. Tuần rượu, tuần cơm, tuần trà, trong ba tuần đó mời vòng linh hương hồn cha về nay năm hiến hưởng bữa cơm trưa, để rồi chiều nay đưa tiễn cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Hồn cha linh thiêng gửi cha về trung giam độ trì cho tất cả anh em con cháu cho đồng gia quyến đồng luôn được mạnh khỏe bình an. Toàn đi xa cũng không nghi nhị bay, cúc công nghi bái, phần nghi hương nghi còn làm mò a di đà, phật nghi còn làm mò a di đà, phật làm mò a di đà, phật nghi kim mi cứ việt việt nam mơ quốc nghi thái nguyên nghi tình nghi thái nguyên nghi thành thành ở phố đồng đồng bầm bầm phương nghi ra bảy tổ dân dân ở phố. Nay có chân chân nghi hương hồn nề cha là trần trần tức tức nghi bình bình nghi tức tức nghi nguyên nghi miền sinh nghi ngày mùng bảy tháng nghi năm 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 một nghìn chín nghi trăm ma so mười tư. Nay đã đại hạn năm chung chung nghi vào hồi cùng nghi năm giờ mười phút nghi ngày 23 tháng 11 tức ngày 9 tháng 10 năm canh nghỉ tí. Nay cha hưởng thọ 57 tuổi. Cha ơi, một đời người như thế quan nghi ông nghi tìm mì hoa kiếm kiếm mì mật mật để đông nghi tháng ngày. Cha ơi, gây lên một túi mật mật để đầy nào tu đã được nghỉ mày may chút đi gì. Cha ơi, mật mật nghi nhân sinh sinh nghi thì tại thế và mấy người sống được tam chín ni mươi tuổi ba mươi năm mà cùng cùng kể một nền đời song song nghi vật vật lờ số biết biết làm mà sao tranh tranh nghi được mà. Cha ơi, trong con đi nhớ hồn nghỉ thuở trước trước nghi trong trong buổi xuân xuân xanh xanh nghi ơn mẹ cha đạo gà sinh sinh thành nghề đêm ngày dày rõ cho chúng con đường đường ăn đi nuôi ở việc cửa việc nghỉ nhà cha lại no về nghỉ thất thân nghỉ ra cho dù họp mà chúc mai mây đó. Cha ơi, mấy dặm kể nể chiêu hồn nợ cha về tan thở quần quần nể cơm mơ cầu anh linh phù hộ độ trì cho con nể cầu thần Phật này độ trì cho vong hồn nể cha được ở siêu thoát nể con nam mô a di đà Phật nể chấm ma tiêu nhất nhân ni toàn toàn là toàn là con là xót ni toàn toàn ni xót ni chén ni rượu đào con ni mời là mời cháo ni trời đã chưa vui cha về
giót ni quan ni giót ni chén ni rượu tiếng ni quan ni mời nào mời cháu ni cha về kiết gồng nghỉ ai nhầm nhầm ôi cha ôi rượu tam tuần ni nhờ tuần là con nỡ xót ni quan ni xót ni chén rượu mời cha cha ơi nở ơi cha ơi cha về kiến đường thì nay lúc đó ôi cha ơi cha ơi hương thơm ba nén rượu tam tuần cha ơi nay các con đã rót dâng mời cha rồi rượu rót ra rồi mà chén nào chén ấy thì vẫn còn nguyên đi thế này tuần rượu nay thì đã trôi qua giờ này đấy tuần cơm đã đến cha ơi dương gian trời nay mới cho về chúa rồi cha ơi trời nay mới cho về chúa rồi nay con là con gái con xin được dâng bát rồi con xoa đũa rồi con cổ ăn đi cha ơi mời cha về cha ăn bữa cơm chúa cũng là bữa cơm cuối cùng cha ơi ba hồn bảy vía nay cha vắng phất nơi nào cha ơi dù ít dù nhiều cha về cha ăn cơm đi dính các con bữa cơm chúa cuối cùng này cha ơi dù ít dù nhiều cha về cha ăn cơm đi đã mấy bữa cơm trôi qua chẳng bữa cơm nào có cha quây quần cha ơi công cha nghĩa mẹ sinh thành thì như biển trời cha ơi thế là từ nay cha đã đi xa rồi bữa cơm trưa ngày hôm nay cũng đông đủ các con rồi các anh các chị và các em cùng con cháu cha ơi dâng lên trước bàn thờ tuần rượu tuần cơm tuần trà cha ơi cha về cha ăn bữa cơm quý cùng này bên cháu bên con đi cha ơi cơm canh thì nay con đã dâng lên rồi thế mà đũa thì thừa một đôi vắng cả chỗ cha ngồi cha ơi chúng con nhớ cha nhiều năm cha ơi cha vẫn thường lo điều gì bảo ban cho các con được ăn nẻ ở trên đời giờ này đấy cơm canh thì cha đã ăn xong rồi con trai này con về con xin được rót chén trà này trà xanh chén ngọc cha ơi nước này là nước trời sinh nước này là nước tiên đình ban cho nước này con đã đun sôi rồi con pha trà lúc này đây con xin được mời cha về trà xanh chén ngọc ngọc con rót đầy thôi con mời cha về cha ơi kim chữ củ nào thì chúng con nào đâu được bao đáp được gì từ nay chúng con xin được nguyện mời cha những khi ngày rằm hôm tết thắp hương thì cha nhớ biết đường về xa nghẹn cha cũng đừng che bát cơm quả chức nghi mà nay giữ quy cho con xin được cầu thờ
cầu thần Phật đi độ trì cho vong hồn đi cha được siêu thoát đi nơi dưới vàng mà cha được bát mẹ tiêu sinh cha về chúng gian độ trì cho con cho được an ni khang ni đời đời toàn đi ra khúc cung nghi nhị bái khúc cung nghi bái kính thưa hương hồn ông Trần Đức Đình bữa cơm buổi chiều ngày hôm nay em trong đoàn nhạc thiếu trở về thay tên đỡ lời cho tất cả các con rồi cho tất cả các anh các chị các em và con cháu bày bác minh hương hồn ông Trần Đức Bình ba hồn bảy vía hồn ông phạm phất nơi nào ông nghe thì tin thấy lời của anh em con cháu ông về đã đâm nghiêm gồm bữa cơm trưa để rồi chiều nay đi tiên ông ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng sống con tắc thiêng ông về chức giám độ trì cho anh em con cháu cho đồng gia quyến đồng nay ở trên đời luôn được mạnh khỏe bình bình an bình bình tân ni nề tân ni. Dạ vâng, việc mời cơm đến đây đã xong. Xin mời các bác cùng anh chị chúng ta